mình quay cho các bạn xem anh thợ cưa cái cây. Cái cây này cây gì không ra ông Thánh? Cây gì hả? Hả? Cây hoa sữa các bạn ơi, cây này cây hoa sữa nè. Anh thợ anh ở gì đó anh cưa đó các bạn. Đó, anh cưa anh kéo dây gì đây á. Ê. Ơi. Rồi bắt đầu xe nó qua nghe các bạn. Ở đây cương ngay sát cái mấy lậu luôn nghe, sát cái nhà ta luôn. Mình lại thì ảnh cưa cây này không có cắt gốc thôi các bạn, cây hoa sữa này không có cắt gốc, chỉ mé nhánh thôi à. Bên đó là toàn là nguyên một lằn dây điện rồi các bạn. Đường này lộ xe lớn chạy quá trời các bạn. Anh lôi mấy cọng cái nhánh nó xuống, nó nằm ở trên mấy cái cọng dây điện các bạn. Mình lại thì ảnh leo lên đánh cắt rồi các bạn. Cây này, cây này nằm sát với cái nhà người ta luôn nha các bạn. Cây này cây hoa sữa gì nha, chắc có thể là người ta làm biển luôn á. Rồi có thể anh đột xuống rồi các bạn ơi, anh đột xuống không biết còn mé nữa hay không nữa. Rồi, anh xuống nữa anh dọn dẹp rồi các bạn ơi. Quay ông luôn à, cho ông. Cho ông lên màn ảnh nhỏ luôn. Kéo mấy cái nhánh dây điện nó xuống các bạn ơi.
nó chờ với lại chờ là coi nhánh lòng nhánh lôi nha các bạn. Lấy cái nhánh nó vô mà lấy không được hả? Rồi giờ anh tụt xuống các bạn ơi. Rồi bây giờ chủ nhà ta ra dẹp nha các bạn. Rồi xe chạy ngang rồi. Cái cây hoa sữa này cái nhánh người ta làm thuốc được nha các bạn. Tôi trồng 5 năm ba chứ tôi không có trồng má cây này đâu. Ông trồng cái gì đó ông ấy cây cái hạ ông ấy cá đây cái hạ. Ừ tôi sao của ổng chứ tôi đâu trồng. Thì cô có má cây này tôi trồng cây trên cửa nhà ổng nói luôn. Vậy thôi người ta đốn mẹ luôn đi. Rồi mấy người này ra lấy ba cái cây nhánh vô rồi các bạn. Thôi giờ mình xin kết thúc video ha. Để các bạn video tiếp theo ha.